Chào mừng các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện và chia sẻ tới các anh chị và các bạn cách làm giá đậu đen. Giá đậu đen không chỉ thơm ngon mà còn là thực phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe, có nhiều công dụng tuyệt vời mà nhiều gia đình chưa biết tới. Cách làm giá đậu đen như thế nào để lên đều, mập cây và công dụng đó là gì thì mình xin mời các anh chị và các bạn cùng mình thực hiện và tìm hiểu ngay trong video sau đây nhé. Để thực hiện giá đậu đen thì hôm nay đây mình có sử dụng là 100g đậu đen xanh lòng. Đối với đậu thì các bạn sẽ nhặt bỏ hạt sâu, lép, vỡ bỏ đi, sau đó thì sẽ vo lại cho sạch và ngâm với nước lạnh trong thời gian từ 8 tới 10 giờ đồng hồ để kích hạt nảy mầm được nhanh và đều. Nguyên liệu thứ hai đó là vải mùng, khăn bông hoặc là vải mềm thông thoáng có sẵn trong gia đình thì các bạn sẽ nhúng nước tạo độ ẩm. Nguyên liệu thứ ba đó là một cái rổ, kèm theo đó là một cái chậu có kích cỡ bằng nhau. Đối với cái rổ thì các bạn nên chọn rổ có nhiều lỗ nhỏ thông thoáng để thoát nước. Tiếp theo, đối với khăn và vải mùng đã được tạo độ ẩm, sẽ phủ kín cái rổ. Sau đó sẽ rải đều hạt đậu vào. Các bạn không nên rải lớp đậu dày quá khiến cho giá lên sẽ không đều, phát triển rễ nhiều hơn, không mập cây và ngắn cây. Cuối cùng sẽ phủ lên trên một chiếc khăn dày có độ ẩm và một cái đĩa hoặc là nắp vuông đè lên trên. Sau đó sẽ chùm một cái bọc ni lông màu đen và đem để chỗ ít ánh sáng để giá sẽ lên nhanh và trắng cây. Đậu đen có lớp vỏ bên ngoài dày, khả năng nảy mầm không cao bằng đậu xanh nên các bạn sẽ lưu ý độ ẩm của khăn để tưới nước cho giá sẽ mọc nhanh và đều. Nước để tưới giá thì các bạn sẽ pha có độ ẩm từ 20 tới 40 độ tùy theo thời tiết nóng hoặc lạnh. Giá đậu đen đã ủ được một ngày, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra để tưới nước. Đậu đã nảy mầm đều nhau rất đạt. Sẽ đậy kín lại như cũ và tưới nước. Như thời điểm hiện nay, thời tiết mát, mưa nhiều thì mình sẽ pha nước có độ ấm là 30 độ. Một ngày thì các bạn sẽ tưới nước cho giá từ 2 tới 3 lần tùy vào độ ẩm của khăn. Không nên để đậu ngập nước hoặc là quá khô nhé. Phần nước tưới cho giá sẽ chảy xuống chậu thì các bạn sẽ đổ bỏ đi. Qua ngày thứ hai, bây giờ giá đã mọc cao hơn, rễ đã ra dài. Sẽ tiếp tục tưới nước ấm cho giá như lần một. Và các bạn nhớ đổ bỏ phần nước dư ở dưới chậu để giá sẽ không bị thối rễ. Các bạn sẽ tiếp tục lặp lại công thức pha để tưới nước cho giá 3 ngày.
Giá đã ủ được hơn 3 ngày, bây giờ thì mình sẽ kiểm tra để thu hoạch. Tùy vào thời tiết và sở thích muốn ăn giá dài hay ngắn thì các bạn sẽ kiểm tra để thu hoạch từ 3 tới 5 ngày. Từ cách làm và công thức tưới nước cho giá thì giá lên đều nhau, trắng, mập cây. Phần rễ trắng không bị úng. Giá đỗ đen đã được làm xong, bây giờ thì mình sẽ chuyển qua công dụng của giá đỗ đen đối với sức khỏe. Giá đỗ đen cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhất trong các loại đậu, giúp thanh lọc cơ thể, bổ máu, bổ thận, chữa táo bón, tiểu buốt, hỗ trợ đau nhức xương khớp, chữa đau đầu, mất ngủ, giải rượu rất hiệu quả. Từ những công dụng tuyệt vời mà giá đỗ đen đem lại mà rất nhiều gia đình đã bỏ qua. Cách làm giá đỗ đen khá đơn giản thì các anh chị và các bạn hãy làm để gia đình sẽ có những món ăn ngon tốt cho sức khỏe. Sau khi đã làm xong giá thì các bạn có thể bỏ bớt phần rễ để chế biến nhiều món ăn ngon cho gia đình. Và bây giờ video thực hiện cách làm giá đậu đen kèm theo đó là những công dụng của giá đậu đen đem lại cho sức khỏe của mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi và ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong các video tiếp theo của mình nha.